Anh chị, các bạn đã quay trở lại cái livestream của mình. Bữa giờ livestream quá mệt mỏi mấy anh chị. Mà mình có giải thích cỡ nào đi chăng nữa, hoặc là mình có đứng về phe nào đi chăng nữa, thì mai mốt mình cũng chẳng có được lợi ích gì. Với lại cái kênh của mình là kênh đời sống Mỹ, Ohio. Những cái drama như các bạn thấy mình đang involve vào thì nó không có liên quan những kênh của mình cả. Với lại những cái gì mà các bạn thấy mình chia sẻ về những cái việc làm ăn của người ta thì nói chung là chung quy lại thì nó cũng chẳng liên quan gì đến mình. Mình là một thằng review cũng như là đi khám phá những cái mà các bạn tố cáo ông Vương trên mạng á, thì mình cũng tới đó rồi. Nào là tới dự án 141, nào là tới cái nhà nó ở, nào là tới nông trại, rồi nào tới công ty. Thì mình thay cho mặt rất nhiều người tới cái công ty đó, để mình tới những cái địa điểm đó mình làm bốn cái video đó. Thì nói chung là mình, thứ nhất là mình cũng đi tìm hiểu cái câu trả lời cho riêng mình. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình thấy á, mình đi một vòng tất cả các clip á, thì mình thấy là cho dù mà mình có nói đi chăng nữa, nói nhiều, nói tới ngày mai năm sau đi chăng nữa, thì mình chẳng được lợi lộc gì. Các bạn hiểu không? Những anh chị em nào mà làm YouTuber câu view á, thì các anh chị sẽ được những cái lợi lộc giống như là các bạn được view, các bạn có tiền, hoặc là các bạn được ai đó trả tiền để nói xấu lại. Nhưng mà nói thiệt với mấy bạn á, hôm nay mình nói chuyện cái livestream này livestream cuối cùng mà mình sẽ nói về vấn đề những cái drama mà mình sẽ không bao giờ dính dáng tới nữa. Mình sẽ không bao giờ dính dáng tới những cái drama ở trên mạng xã hội nữa, tại vì mình còn có nhiều việc để mình cần phải làm ăn, mình cũng cần phải làm kiếm tiền nuôi gia đình, kiếm tiền để đi du lịch, kiếm tiền để mua quần áo. Chứ mình rảnh quá, mình không có rảnh lên đây để mình kiếm tiền ở trên YouTube bằng những cái nội dung drama. Thì những ngày qua mình đã lên tiếng một phần theo cái quan điểm của mình. Thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ tạm ẩn những cái video mà có thể là nó không thực sự liên quan đến cái kênh của mình. Chứ không phải là mình sợ. Mình thì mình chẳng sợ, cả cái tiếng nói tự do ở bên Mỹ thì lúc nào cũng được tôn trọng. Ai cũng có quyền lên tiếng cả. Nhưng mà mình thấy á, mình không có được lợi lộc gì ngoài những cái việc mà bị người khác chửi. Tại vì cái quan điểm bảo vệ anh Vương, mình thấy rằng là cái số người ghét anh Vương rất là nhiều, cũng như là số người fan Vương rất là nhiều. Cái fan mà thích Vương đa số là ở Việt Nam, nhiều hơn ở trong nước Mỹ. Theo mình biết á, cái lượng người theo dõi mà thích Vương, ủng hộ Vương là đa số ở Việt Nam không à. Còn cái lượng người mà không thích Vương đa số là trong nước Mỹ. Mà mình đang sống trong nước Mỹ. Bây giờ mình suy nghĩ một hồi, mình thấy, ủa, như vậy bây giờ mình đâu có lợi rụt gì đâu nha. Nhưng mà thằng Vương nó không có, Vương nó đâu có cho mình cái gì đâu, mà tại sao mình cứ ăn rồi mình cứ lên nói sốc, nói gọi là biện hộ giùm. Thì các bạn cũng thấy nó giống như cái mình bưng bô. Trời, sao tự nhiên mình đi bưng bô à, các bạn chửi mình những cái câu đó đúng không? Nhưng mà mình không có được tiền mà lại đau đầu nữa. Giống như Andy Trần nói á, thà như mình là mình lên YouTube mình câu view giống như anh Phiêu Đồng, giống như các bạn YouTuber khác nha, thì mình có tiền. Mà bây giờ mình không có được tiền, mà mình suốt ngày mình cứ phải đấu đá với lệ lượng fan của hai bên, mình cũng thấy mình hơi vô duyên đó. Cho nên là mình sẽ không có liên quan gì, mình sẽ không nói gì tất cả các liên quan đến vụ kiện của này nữa. Bên nào thắng bên nào thua, các bạn chờ thời gian người ta phân định. Còn những anh chị em nào mà có quyền lên để chửi, các bạn cứ chửi. Tại vì mình thấy rằng là cái này, cái quyền tiếng nói của cộng đồng, ai cũng có quyền lên tiếng, ai cũng có quyền được nói cả. Thì mình nói nhiêu đó thôi. Mình còn có rất nhiều việc để mình làm trên cái kênh của mình. Các bạn hiểu không? Cái kênh của mình bây giờ các bạn vào thấy, các bạn thấy rác không à? Thì mình sẽ ẩn những cái video rác đó đi. Còn mà các bạn cứ áp dụng tư tưởng nào là chống phá gì đó là quyền của mấy anh chị. Mình nói thẳng nha, mình thấy nhức đầu quá. Mình thấy nhức đầu quá nha, rất là nhức đầu luôn. Mặc dù là mình làm cái mơ hên là mình làm cái nghề làm livestream này cũng khá lâu rồi, cho nên là những cái comment nó không có tạo cho mình được nhiều áp lực. Rồi mình thấy đa số những cái comment ở bên này, đa số là những cái người bên này nè, người ta không biết tại sao người ta ghét Vương, mình cũng chẳng hiểu tại sao nó ghét. Tại vì những cái người bên này nó đâu có lừa được ai đâu, vẫn là cùng là một cái quan điểm là thằng Vương nó đâu có lừa được ai, mà mình muốn tìm nạn nhân cũng thấy.
Nhưng mà mình thấy là những cái bài live stream của mình á, vẫn có người thích, có người chê. Nhưng mà mình thấy mình hơi vô duyên. Giống như bạn nói mình chấp nhận cái đó. Là tại vì mình á, tại vì mình vô duyên một cái này cũng có lý do. À, tại vì thằng Phi Đồng nó đụng tới gia đình mình, cho nên là mình phải lên tiếng. Tôi đi review 4 cái clip review, tôi muốn làm gì kệ tôi, tự nhiên mấy người vào đây chửi tôi. Đúng không? Mình cũng đồng ý. It's not your business. Đúng rồi, nếu như thằng Vương đó anh chị, Vương nó trả cho mình khoảng chừng 20-30 ngàn đô, đúng không? 30-40 ngàn đô còn có lợi cho mình thì mình còn có thể là mình lên nói cho thằng Vương, mình còn bên đó, mình bên cho nó dài hạn luôn nếu mà trả tiền cho mình. Bây giờ mình mới đi qua bên Houston về, mình làm mấy cái review thôi, tự nhiên cái mấy bạn tự nhiên mình được ăn chửi. Đi tìm hiểu sự thật mà bị chửi, thấy cũng kỳ. Với lại lượng fan Phi Đồng á, lượng fan Phi Đồng nhiều khi là rất nhiều thành phần không có vô văn hóa lắm. Mình không có thể nào mà mình sử dụng, mình thấy người ta ngu mà mình ngu theo người ta được. Hoặc là mình thấy người ta chửi vô văn hóa mà mình lên mình chửi vô văn hóa là mình dơ miệng của mình, đúng không? Cho nên là mình phải không có nói nữa. Mình nói chung là sợ thì mình chẳng sợ, nhưng mà mình thấy là mình không có lợi lộc gì, chẳng có lợi lộc gì cả. View á, các bạn nghĩ mình kiếm tiền view trên này? Dạ không có. View trên này không có giúp cho mình đủ cho mình uống cà phê nữa nha. Cho nên là những anh chị em nào sẽ thấy là mình sẽ không có lên tiếng về bất cứ cái gì liên quan đến drama ở giữa Phi Đồng và gì đó Vương Phạm nữa nha. Mình nói thiệt nha, mình né luôn. Tại vì mình còn có nhiều cái chủ đề mới để mình livestream, mình giúp ích cho cộng đồng lắm nha. Chứ không phải là mình lên đây để mình bám drama để mình được nổi tiếng. Dạ mình không có nha. Phi Đồng livestream ở Cali kìa, sao chưa thấy truy nã? Dạ mình nói rồi nha, cái chuyện anh Phi Đồng là anh bị cái tòa kêu gọi triệu tập vào ngày hôm nay. Nếu như anh không có triệu tập và có mặt đúng lúc thì anh sẽ bị cái gì đó, thì mai mốt tòa sẽ tuyên án cho mấy anh chị biết. Mình không có nói nhiều nữa nha. Phi Đồng chửi mày tại mày chửi người ta trước. Tôi chửi Phi Đồng hồi nào? Tôi có chửi là chửi ai biết không? Chửi anh Kevin Hiệp. Kevin Hiệp ảnh không có nhà có cửa, không có tiền, mà nói ảnh đầu tư là ông nói xạo. Còn Phi Đồng trong clip mình nói gì? Anh Phi Đồng anh tới sai chỗ rồi nha. Chỗ dự án 141 thì ông quay đi quay bò, là tôi nói chỉ nói vậy thôi. Còn mà ảnh đụng chửi gia đình tôi thì tôi phải chửi lại cái đó đúng thôi. Nhưng mà tôi nói nè, cái việc chửi qua chửi lại trên mạng xã hội này không có vui gì cả. Nó mình thấy là bây giờ người tự nhiên Việt Kiều ngồi đua nhau ra ngồi chửi nhau chẳng có được lợi lộc gì cả nha. Mà mình nói rồi, hồi xưa giờ không có ai trả tiền cho mình để mình lên nói phụ nó hộ giùm cả. Các bạn đừng nghĩ là thằng Vương nó trả tiền cho mình. Rất nhiều bạn đang nói rồi, thằng Vương nó đang trả tiền cho mình nhờ mình nói phụ. Dạ không có, mình không có đâu. Mình còn có rất nhiều chủ đề khác, mình nói lại nè, để xây dựng cái kênh của mình trong sạch. Trong sạch thì mình sẽ ẩn hết tất cả những cái clip mình ẩn thôi nha. Chứ các bạn đừng khiêu khích. Nhức đầu lắm, khi mà dính tới trang mà nhức đầu lắm. Mà mình hồi xưa giờ mình những cái chủ đề của mình rất là vui vẻ và thân thiện ở trên Facebook. Những bạn nào theo dõi trang của mình các bạn biết rồi, những nội dung của mình rất là, nói chung là vừa có bài học mà vừa vui vẻ trên Facebook nữa. Tự nhiên hôm nay lên YouTube liên quan livestream, mà mình nói cho các bạn nghe này, mình livestream với lại Johnny Đặng cũng bị chửi, chửi thanh bành luôn. Rồi mình livestream với lại Vương Phạm cũng bị chửi. Nhiều khi mình cũng muốn phát triển kênh của mình cho nhiều người biết, mà mình kết hợp với ai cũng bị chửi. Giờ các bạn nghĩ coi là mình ở trong nước Mỹ có ai nổi tiếng nữa không, mà để mình build cái kênh của mình lên tạo chủ đề mới cho mấy bạn không? Mấy bạn không có cơ hội tới nhà Vương Phạm mình livestream cho mấy bạn coi, mấy bạn cũng chửi. Mình tới cái dự án 141 để mà mình coi tình hình thế sao, mấy bạn cũng chửi. Rồi mình tới cái công ty ma của Vương Phạm mà nhiều người kêu là công ty không có thật, các bạn cũng chửi. Rồi mình làm gì mấy bạn cũng chửi. Giống như là khi mà mình đụng tới một người nào đó mà dân mạng người ta không thích á, thì mình sẽ bị ghét theo. Các bạn không? Mình tới cái chỗ đó mình đụng, tại vì trong nước Mỹ các bạn biết có những người nào nổi tiếng nha. Có ai nổi tiếng? Có Johnny Đặng cũng kết hợp với mình rồi. Bây giờ mình kết hợp với lại, mình không phải mình kết hợp mà mình qua mình giao lưu với Vương Phạm, thì các bạn kêu là mình với Vương Phạm là thân với nhau, thân ai nấy lo. Ok. Rồi giờ qua livestream với Khoa Bóp không? Khoa Bóp lại có nhiều, quá nhiều drama. Bây giờ mình nói thiệt luôn nha, mình nói thiệt, bây giờ Khoa Bóp có Khoa Bóp gì đó,
Khoa Bất có kêu Minh lại đó live stream cùng với Khoa Bất, Minh cũng không dám. Thiệt. Tại vì dính tới cái mác dạng là lùa gà, rồi dính tới cái mác lừa đảo, khó gỡ lắm. Khó gỡ lắm. Hồi trước đây mấy bạn tung hô Vương Phạm là anh hùng để đưa ra mọi sự thật liên quan đến cho đi đạn vào Khoa Bất. Các bạn tung hô Vương Phạm được thời gian, bây giờ các bạn quay lại các bạn cắn Vương Phạm. Mình thấy cái đó mình sợ rồi mấy anh chị. Cho nên là fan những người theo dõi có thể là thời gian đầu nó thích, nhưng mà thời gian đầu tự nhiên nó quay lưng lại, nó cắn. Cho nên bây giờ chuyện giữa anh Phi Đồng và Phương Phạm, hai người đó tự lo. Minh xin không nói tới nữa. Một phần là Minh cần rất nhiều thời gian để làm việc khác nha. Cái thứ nữa là Minh không muốn là cứ trang mình cứ vào, tại vì cái người mà các bạn theo dõi trang những người đó thường thường là những cái fan cuồng á, với lại cái lượng người theo fan của người ta ở trên YouTube á, mạnh hơn mình. Cho nên là cho dù là những người thích trang của mình á, thì cũng không thể nào mà đi cãi lại với lượng. Với lại một phần nữa, lượng người mà theo dõi trang của mình đa số là những người đứng tuổi, lớn tuổi, người ta không có rảnh thời gian người ta đi ra người ta phản biện lại những cái comment xấu mà những fan khác vào trang của mình để comment. Nó không phải giống như lượng fan của anh Phi Đồng đâu. Lượng fan của anh Phi Đồng bây giờ mà ai đụng tới Phi Đồng là các bạn vào các bạn chửi giùm Phi Đồng luôn. Cho mình thấy anh Phi Đồng có một lợi thế rất là mạnh nha. Còn cái việc ổng tạo, ổng câu view, cái tài của ổng, ok, ổng tiếp tục ổng làm đi. Còn mà pháp luật đứng ra phía bên nào, thời gian sẽ trả lời nha. Vương Phạm mới là tiểu nhân, cần Johnny Đặng nên giờ mới bị Minh là sao không hiểu. Vương Phạm mới là tiểu nhân, cần Johnny Đặng nên giờ bị Minh cần lại. Thì kha mà thôi, Minh đâu cần Johnny Đặng, Minh đâu cần Vương Phạm mấy anh chị. Các bạn hiểu sai rồi đó. Hồi xưa giờ Minh với lại Minh đâu, Minh build kênh của Minh đâu có dựa hơi hai người đó đâu. Các bạn hiểu sai rồi. Minh thì Minh không muốn dính tới trà, mà là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Minh không cái nào Minh đi gây hấn với người khác. Ví dụ như người ta đụng tới mình, thì mình đụng lại, ok. Còn cái việc mà mình đi review, đi các địa điểm mà các bạn thắc mắc thì mình đi thôi. Cái đó nhiệm vụ của mình đã xong. Những dân cư mạng các bạn có quyền tìm ra được câu trả lời riêng cho bản thân. Thời gian nó sẽ trả lời cho tất cả các bạn biết ai đúng ai sai. Và nên nhớ nha, những cái quyết định của tòa bên này như thế nào các bạn phải lúc nào cũng phải tôn trọng sự thật. Còn Minh không nói nữa. Tất cả những fan khác, những cái kênh YouTube khác bắt đầu có thể là thấy cái clip của Minh bắt đầu vào sẽ nói gì? Minh ồ hay ồ sợ rút lui. Minh ồ hay ồ gì đó gì này này kia, không được Vương Phạm trả tiền này nọ xong rút lui. Cho nên các bạn có quyền các bạn nói gì cũng được cả. Còn riêng Minh, Minh xin tạm thời Minh sẽ không nhắc đến bất cứ cái gì liên quan đến Phi Đồng và Vương Phạm nữa. Đó là cái tuyên bố của Minh trên cái live stream này. Và đây là cái live stream cuối cùng Minh nói về cái vấn đề này. Và Minh sẽ không bao giờ nói xấu ai, bất cứ điều gì nữa cả. Và Minh cũng sẽ tập một cái thói quen là gì? Chuyện với người ta, Minh sẽ để người ta cãi lộn nha. Và Minh sẽ không muốn đi tìm hiểu những cái vấn đề của người khác nữa. Tại vì bữa các bạn Minh thấy Phi Đồng bốc phốt vướng, Minh cũng tò mò. Chứ không phải là vướng nó mời Minh qua đâu. Không phải đâu. Minh cũng tò mò, tại vì Minh qua đó theo cái dịp chẳng hạn Minh qua đó, Minh tại vì căn nhà của Minh bị người ta phá, cho Minh qua đó sẵn tiện Minh tò mò, Minh liên hệ để được vào quay thôi mấy anh chị. Không phải ai cũng được vào nhà Vương Phạm để quay livestream đâu. Không phải ai cũng được lên công ty của Vương Phạm để phỏng vấn Vương Phạm đâu. Mình phải liên hệ trước, mình phải xin nha, mình phải xin phép người ta mình mới được. Cho nên là mình thấy những cái sau những cái livestream đó tự nhiên mình bị chửi nha, rồi tự nhiên mình bị lôi cuốn vào cái drama mà mình chẳng có lợi lộc gì. Minh nhắc lại, nếu như Minh là một người câu view mà chủ yếu build kênh trên YouTube, Minh sẽ sẵn sàng chịu đấm ăn xôi cho cộng đồng mạng chửi là nhiều người nổi tiếng thêm. Nhưng mà Minh đã có một cái lượng fan nhất định, và trang của Minh đã build bằng cái bàn tay của Minh, không có dựa hơi thằng nào cả. Từ xưa đến nay thì Minh đã có một cái lượng fan nhất định ở trên này, các nền tảng mạng xã hội. Minh không cần phải bú fan bất cứ người nào nữa cả nha. Đây, Minh nói đầu hàng Si Phụng Đồng đi. Đầu hàng Si Phụng Đồng cũng giật tích tuyên bố chiến thắng. Đúng không? Bây giờ Minh nói không phải cái này gì đâu mà đầu hàng mấy anh chị.
chẳng qua mình nói mệt quá mình không muốn nói nữa thôi. Một ngày mình livestream một cái là mình mệt, mình đuối rồi. Bây giờ mình cứ bám theo cái drama này, một ngày mình phải nói hai cái. Thứ nhất là sức của mình, thời gian của mình không cho phép. Thứ hai là cái sức khỏe của mình cũng không cho phép luôn. Với lại thứ ba là cái mà mình suy nghĩ nhiều nhất á, là cái tính lợi ích. Lợi ích của bản thân mình á, mình không có được lợi ích gì cả. Thì cho nên là mình sẽ không nói nữa. Cái đó là cái lý do chính. Chứ các bạn, ví dụ các bạn mà bên người này người kia mà các bạn có tiền á, thì các bạn bên. Còn mình bên mà thế như là bên phe mà bên người ta chửi nhiều quá, mà mình cũng nói chung là cái kênh YouTube của mình hơi quá nhỏ đi. Thà kênh YouTube mình mà có khoảng vài trăm ngàn người follow, mình chơi tới cùng được. Tại mình có cái lượng fan với mình, người ta ủng hộ mình. Còn bây giờ lượng fan của Phi Đồng rất là lớn nha, mình có nói lại thì mình không thể nào mình đấu khẩu cho từng lượng fan. Tại vì mình thấy những cái livestream của mình đều có người vào đây chửi mình. Mình không có thời gian nào mà mình đi chửi từng người một giống vậy được. Mình không có rảnh được vậy mấy anh chị. Cho nên là mình thấy quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi, cái này là mệt mỏi thực sự, chứ không phải mệt mỏi dở đâu. Với lại thực sự hiện tại bây giờ cũng rất nóng nữa, cho nên thời tiết nó nóng rồi nha. Làm kênh dơ bẩn cãi nhau trên mạng thì làm gì cho mệt, bởi vậy mình sẽ không làm nữa. Việc của Vương Phạm kiện có thắng thì cũng chúc mừng Vương Phạm. Còn ví dụ như là Phi Đồng mà có thắng thì cũng chúc mừng Phi Đồng. Cái này là hai người tự giải quyết với nhau. Còn mình đi qua đó mình làm 4 cái live stream phía bên Vương Phạm thì mình cho các bạn nên xem và các bạn tự tìm câu trả lời. Mình không có trả lời và mình cũng không dám khẳng định cho tất cả các bạn biết là đâu ai là đúng ai là sai nha. Nhưng mà mình nói thẳng cho các bạn một câu chốt cuối cùng á, thằng Vương nó có muốn lừa nó cũng không dám lừa đâu mấy anh chị. Nhưng mà nó bị mang mác vào một cái vấn đề khác. Mình tìm ra được cái nguyên nhân á, là không phải là tại vì nó, vì lý do là nó lừa đảo lùa gà, không phải nguyên nhân đó nha. Cái video hồi nãy mình đã nói trong livestream rồi á, Phương Đồng Tâm. Mình livestream hồi nãy trong livestream đó, livestream mình chửi fan của người khác. Mình đã nói trong livestream là cái livestream đó mình không có giữ lại. Điếc nha. Điếc cũng nghe sơ sơ được chứ. Hoặc là có mù mắt mù cũng thấy mờ mờ chứ. Gì đây, ai đây? Phương Đồng Tâm. Hồi nãy trong livestream đó những bạn nào coi livestream nó có nghe mình nói chưa? Livestream nó mình sẽ xóa đi, tại vì mình chỉ chửi trong lúc đó thôi. Kênh của mình mà để những clip này là trở thành những cái clip rác. Cho nên đây là tuyên bố cuối cùng của mình Ohio. Mình sẽ không có nói gì đến tất cả những chủ đề liên quan đến drama này nữa. Tại vì sao? Nó không có lợi ích cho mình. Mình không có được một lợi ích, mình không có tiền, mình không có được gì cả nha. Rồi, fan của Vương mà mạnh á, thì hãy vào ủng hộ cho Vương. Còn fan của Phi Đồng mạnh á, thì vào ủng hộ cho Phi Đồng. Hoặc là fan, anti fan của Phi Đồng mà có mạnh thì cứ vào tấn công trang trực tiếp của Phi Đồng nha. Mình không có nói nhiều mệt quá nha. Nói thiệt em nên come back your truth video. Mình rất thích em share cách sống. Vâng, Bình Phạm, cảm ơn bạn đã cho mình những lời khuyên. Nhà mình sẽ quay trở lại những cái nội dung của mình hay chia sẻ thường ngày. Mình sẽ ẩn hết tất cả những cái clip liên quan đến drama. Và mình sẽ để lại một cái clip duy nhất là cái clip này. Để nói cho tất cả các bạn biết là mình không phải là mình sợ, mà mình phải đặt cái lợi ích của mình lên hàng đầu nữa. Mình không có được lợi ích gì. Mình có nói, mình cũng không được lợi ích gì. Cho nên là những ai mà liên quan đến các bạn, những người nào mà trên mạng xã hội cũng vậy luôn, là những người coi á, những người coi, các bạn cũng phải biết phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Các bạn có tiền, các bạn muốn làm gì các bạn làm, các bạn muốn ủng hộ ai đó là quyền của cộng đồng mạng nhá. Mình nhắc lại là mình sẽ không có nói hoặc là dính dáng gì tất cả những cái gì liên quan đến drama này. Nó không có lợi ích gì cho mình. Đó là cái lý do chính mà mình nói và tuyên bố lên đây. Mình tìm ra được cái nguyên nhân. Còn một cái nguyên nhân nữa mình cũng không có dám nói. Mình tìm ra được một cái nguyên nhân sâu xa hơn nữa. Một cái nguyên nhân sâu xa hơn nữa mà không bao giờ giải đáp được, cũng không bao giờ gỡ ra được. Cho dù là mình nên nói, mình nên nói đúng sự thật, nhưng mà có một cái nguyên nhân mà mình không bao giờ mà mình có thể thay đổi được cái tư tưởng của rất nhiều người sống tại Hoa Kỳ. Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên là mình không nói nữa. Anh Phi Đồng ảnh cứ muốn bêu réo ai ảnh bêu, thì phước đức sau này thì con cái ổng hưởng. Rồi những bạn nào mà bên, hoặc là bên những bạn nào đi nói xấu những người khác,
thì phúc đức của mấy bạn sau này, mấy bạn con cái mấy bạn hưởng. Bây giờ Minh có lên đây Minh chửi qua chửi lại, chửi qua chửi lại, chửi qua chửi lại, mấy bạn cũng chẳng được cái gì. Mấy bạn nghe mấy bạn cũng nhức tai thêm. Cho nên là những cái clip trước đây mình nói rõ nha, những thành phần nào mà bắt đầu vô sỉ sói Minh sợ, bắt đầu gửi clip này, nghe cho kỹ, nghe cho kỹ nãy giờ Minh nói. Thì Minh bắt đầu Minh sẽ ẩn, Minh bật máy tính lên mà Minh sẽ ẩn từ từ những cái clip mà mình chia sẻ lên đây. Mình sẽ không muốn dính tới drama, bất cứ cái drama nào cửa. Thà như mình dính tới drama mình có vài chục ngàn đô hoặc là vài trăm ngàn đô mình sẽ dính. Còn đằng này mình không có lợi lộc gì cả, mắc mớ gì mình phải nói nhiều làm gì, tốn nước miếng nha. Gì đây, thấy chưa? Có rất nhiều bạn fan của anh Phiêu Đồng á. Các bạn fan cứng thì các bạn tùy các bạn lựa chọn nha. Mình thì mình cũng chẳng thèm block mấy bạn nữa đâu, mấy bạn cứ comment thoải mái. Tại vì đây là cái clip cuối cùng mấy bạn thấy mình xuất hiện ở trên YouTube mà nói về vấn đề giữa Vương Phạm và Phiêu Đồng. Đây là clip cuối cùng rồi. Ngày mai mốt mình sẽ chia sẻ những cái clip nào mà vui hơn nha, nó có ý nghĩa hơn, giúp ích cho cộng đồng mạng. Đó là cái hướng mình đi. Mình đi suốt cái chặng đường mình làm livestream ở trên Facebook cũng như là YouTube, mình đều chia sẻ những cái bài học cho tất cả các bạn rút kinh nghiệm. Chứ không phải mình lên đây mình tạo drama, mình dính những cái drama mình cãi qua cãi lại mình chẳng được cái gì cả, rồi mình mang khẩu nghiệp. Rồi hiện tại bây giờ mình nói luôn nha, rất nhiều bạn có rất nhiều nick ảo, nick giả, giả mạo tài khoản của mình để đi gây hấn với lại fan của Phi Đồng. Mình nói cho mấy bạn nghe nha, hiện tại bây giờ theo mình được mình hồi nãy mình được một vài người báo cáo cho mình biết á, có rất nhiều người giả cái trang cá nhân của mình, rồi giả cái trang fanpage của mình để vào mà gây hấn, giống như là gây thù giúp mình đó. Thì mấy bạn cẩn thận cái mồm cái lưỡi. Mình không bao giờ mình gây thù chuốc án gì những người khác. Các bạn mà lập ra những cái nick, chẳng hạn như các bạn lấy cái tên trang cá nhân của mình ra, mấy bạn lập một cái nick xong mấy bạn đi gọi là đi liên hệ với những fan anti fan của mình á, rồi những cái fan mà ủng hộ các bạn chửi, rồi các bạn gây hấn với họ, thì những người nào mà bị những cái người đó gây hấn chửi rủa, mà cái đó không phải là mình nha, mình nói cho các bạn biết, các bạn những người đó là những người cố tình gây sự hiểu nhầm giữa mình và những người theo dõi, những người theo dõi trang của mình. Ai vào trang của mình cũng có quyền bình luận. Nhiều khi mình nói hồi sáng mình nói khóa mỏ cho vui thôi, nhưng mà khóa mỏ có 30 giây thôi. Ai cũng có quyền bình luận, ai cũng có quyền đưa ra những ý kiến riêng. Nhưng mà những ai nhận được những cái tin nhắn của một cái nick là tên là cùng với cái tên của mình luôn mà đang gây hấn với mấy bạn á, những người đó không phải là mình. Mình không có rảnh mà mình đi gây hấn từ người một ở trên mạng. Mình làm này lâu rồi, mình ngu gì mình gây hấn cho từng người. Mình nhắc lại đây là cái clip cuối cùng mà mình nói về vấn đề này. Và mình sẽ không có nói nữa. Mình không có nói nữa. Cho nên nói để chứng minh cho các bạn biết, không phải ai trả tiền mình cũng làm đâu. Tiền bạc là một cái mình cần, nhưng mà mình không có thiếu. Mình cần nó để mình sống chứ mình thiếu mình không có thiếu. Mình nhắc lại nha. Cho nên là những anh chị em nào mà tiếp tục ủng hộ trang của mình, cứ tiếp tục ủng hộ. Mình sẽ đưa ra những cái chủ đề nó trong sạch hơn, nó sạch sẽ hơn, chứ không phải là đi dính tới drama như thế này. Nói chuyện hồi mệt luôn á. Một ngày livestream các bạn nghĩ mình livestream mình nói chuyện liên tục 20 mấy 30 phút á, các bạn nghĩ là mình có sức để mình nói hoài không? Có. Anh Phiêu Đồng là ảnh có cái lượng view để anh kiếm tiền nha. Còn thằng Vương thì nó có cái kinh doanh của nó để nó kiếm tiền. Hai người đó rảnh mở lắm nha. Cho nên người ta có thể người ta dành thời gian để người ta lo cái vụ kiện với nhau. Còn riêng mình chẳng có lược lợi lộc gì cả. Cho nên là mình xin tạm dừng ha. Ai có muốn comment gì cứ comment thoải mái để mình đọc một vài cái comment đó. Nghe tựa đề chị nghĩ Minh cũng nên chấm dứt vì chị thấy Minh khổ quá. Cảm ơn việc xa xứ người, người việc xa xứ. Em nói thiệt luôn là em thấy là mình chẳng được cái gì nha. Mình chẳng được lợi lộc gì cả, cho nên tại sao mình cứ lên mình cứ nói, mình nói một lần thôi, ai nghe thôi đúng không? Lẽ nào mình nói hoài. Rồi mình môi móc cái chuyện gia đình của người khác mình cũng thấy tội lỗi. Tại vì những cái chuyện đó là những cái chuyện của người khác, người ta gửi đến cho mình. Những cái thông tin về gia đình của Phiêu Đồng á, là những hàng xóm của anh Phiêu Đồng gửi đến cho mình. Mà mình đọc rồi mình cũng chia sẻ lại để các bạn kêu mình bịa. Rồi rất nhiều thông tin chẳng có lời lộc gì cho mình cả. Cho nên là mình xin không có nói nữa. Mình xin gọi là nói thẳng luôn là rút lui cái khỏi cái drama này. Không có nói nữa. Mình muốn một cuộc sống bình yên hơn. Rồi còn một cái nữa, những ai, mình nhắc lại, tạo nick giả của mình
để mà gây hấn với những người khác là Minh hoàn toàn không chịu trách nhiệm nha. Minh chia sẻ về cuộc sống Mỹ và dạy nghề làm nail nhiều chút nhé. Cảm ơn Minh, giúp được người nữa. Vâng, Minh sẽ quay trở lại những cái nội dung mà Minh hay chia sẻ trước đây nha. Minh sẽ lấy những cái clip ở trên các nền tảng của Minh chia sẻ, những cái clip này Minh sẽ chia sẻ lên trên YouTube. Còn không thì Minh sẽ live stream để chia sẻ những cái kinh nghiệm sống cho những người khác. Còn những thành phần nào mất dạy thì người ta vẫn mất dạy thôi. Người ta vào đây người ta chửi mình thì cái đó cũng là quyền của mấy bạn. Minh tôn trọng quyền của mỗi người. Minh tôn trọng quyền tất cả các bạn có quyền vào đây comment. Tại khi mà lên một người làm YouTuber là một người giống như thuộc dạng của công chúng đấy đó. Mình chấp nhận nhận được những cái gạch đá của tử màn xã hội. Nhưng mà mình, cái quan trọng nhất của live stream ngày hôm nay là mình tuyên bố mình sẽ không có nói gì đến Phi Đồng và Vương Phạm nữa. Và tại vì mục đích lớn lao nhất là không có lợi gì cho mình. That's it. Không có lợi lộc gì cho mình. Mình không có rảnh mở mà lên đây ngồi chửi các bạn hoài nha. Ok, nói cho các bạn biết là như vậy. Đó, đây là cái live stream cuối cùng Minh nói về vấn đề này. Và các bạn có quyền xuyên tạc, các bạn có quyền muốn làm gì cũng được. Nhất là bé Hiền. Bé Hiền ở bên một chị bé Hiền ở bên Texas á, bên Dallas á, thì các bé Hiền cũng đang bám víu lấy cái chủ đề để câu view. Thì chúc kênh bé Hiền ngày càng phát triển. Tại vì Minh không nói, Minh không bao giờ nhắc lại nữa. Rồi anh Phi Đồng cũng vậy. Anh Phi Đồng mà thoát được cái số kiếp kiện tụng này á, thì chúc cho anh Phi Đồng lúc nào cũng được sự yêu thương của khán giả nha. Chứ đừng mang tiếng lừa bịp tội nghiệp con người ta. Rồi chúc cho anh Phi Đồng lúc nào cũng có những nội dung hay, đặc sắc nhất để chia sẻ giúp đỡ cộng đồng mạng. Rồi ví dụ như là bạn Vương mà bạn có chiến thắng trong cái vụ kiện này á, thì mình chúc gia đình bạn Vương lúc nào cũng gọi là bình yên, sống cùng một sống bình yên. Rồi chúc tất cả những cái dự án của bạn Vương là trở thành thành công tốt đẹp, để là một niềm tự hào cho người Việt. Nếu như bạn thành công trong những cái dự án 141 hay dự án 550 các bạn chia sẻ, thì những người nào thành công, mình sẽ lấy cái tấm gương đó để mình tạo động lực cho mình phát triển. Còn những cái nào mà lừa đảo, lừa gạt, kể cả mình xác định rồi nha, mình nói với tất cả các bạn rất nhiều trong những cái live stream rồi. Ví dụ như là một bất cứ ai mà trong cộng đồng, tại vì hồi xưa đây mình cũng nói một vài người lừa đảo trong cộng đồng người Việt của mình á nha. Thì những ai mà lừa đảo cộng đồng mạng, mình sẵn sàng lên tiếng tố cáo họ. Mình, cái bản tính của mình là không có thể nào làm được những cái điều ác được. Cái tâm của mình không có cho. Không có cho cái hồi nhỏ giờ cha mẹ mình sống trong cái môi trường của gia đình mình là không có cho phép bản thân mình làm được những cái điều ác được. Cho nên khi mà mình thấy những cái điều mà người ta đúng hoặc là người ta bị người ta tố cáo này nọ thì mình cũng lên tiếng vài chút xíu thôi. Còn mà sự thật, các bạn hãy chờ thời gian trả lời. Hãy quan trọng, hãy gì đó, tôn trọng cái quyết định của tòa án ngay tại Canada hoặc tại Mỹ. Các bạn cùng chờ xem cái kết quả như thế nào. Còn anh Phi Đồng, em không đụng anh nữa. Gia đình của anh, chúc anh lúc nào cũng hạnh phúc, con cái thành công tốt đẹp, mỹ mãn. Ok, mình gửi những lời chúc tốt đẹp nhất. Và mình cũng muốn trao một cái thông điệp gọi là lớn lao nhất của mình trên nền tảng của YouTube, là mình muốn trao sự bình yên cho tất cả các bạn, đúng không? Trao sự bình yên, trao những cái lời hay ý đẹp nha. Các bạn có quyền, rất nhiều người sẽ vào đây các bạn chửi mổ xẻ, nấu kết sự kiện, bắt đầu môi móc. Các bạn nói thoải mái, nghiệp của mấy anh chị tự lo. Ok, mấy anh chị tự lo, mấy anh chị tự hưởng nha. Mình xin kết thúc cái bài live stream này ở đây. Ok, mình nói được câu này không? She put her teeth. Ủa vậy hả? Cái gì nói gì vậy? Nói chị Hiền mình đó là đánh răng hả? Đánh răng của chị hả? Không, Các bạn có quyền comment gì, mấy bạn có quyền comment. Mình chỉ nói tới đây thôi. Và kênh của mình sẽ bắt đầu, mình ẩn. Mình đang có cái laptop kế bên, mình sẽ ẩn đi từ từ. Mình sẽ ẩn hết tất cả những cái clip liên quan đến Vương Phạm và liên quan đến Phi Đồng, mình delete hết. Mình sẽ trừ ra đúng một clip này. Mình sẽ làm ngay bây giờ. Mình sẽ làm ngay bây giờ này. Và mình sẽ ẩn hết nha mấy bạn. Ẩn hết toàn bộ những cái clip ở trên này. Tại vì nó không có giúp ích gì cho kênh của mình cả. Đây, hiện tại bây giờ có kênh mình nhỏ lắm, có gần 100 người đang coi thôi. Cho nên là
gì Nguyễn Long nói gì, Minh phải nói, Minh không nói thì không ai dám nói nữa Minh ơi. No, mà Minh nói nhiều, Minh nói nhiêu đó thôi. Mình nói nhiêu đó thôi chứ nói nhiều á không có được lợi ích gì cho mình. Mình nói vô mà các bạn cứ bảo để các bạn cứ, tại vì fan của mình ít quá. Đây mình sẽ ẩn nè. Thăm dự án 141 của Vương Phạm, mình sẽ ẩn đi. Để mình cho mấy bạn coi nè. Các bạn cần coi mình sẽ ẩn đi từng từ từ ha. Để mình ẩn nè, ẩn trực tiếp luôn. Đây. Mình sẽ ẩn ra cho mấy bạn coi nè ha. Đây. Đây nè mấy bạn. Vẫn có chức năng mở kiếm tiền nha mà mình không có thèm. Nha. Mình sẽ ẩn đi. Mình private nó đi một clip. Đúng không? Hai clip mình sẽ ẩn cho các bạn coi là tại vì mình không thấy lợi ích gì cho mình. Và mình vô tình dính tới cái drama này thì mình cũng bị nhiều người bên fan đó chửi. Này. Mình sẽ ẩn hết nha. Mình sẽ ẩn hết toàn bộ những cái clip liên quan. Còn hai bạn nó kiện cáo nhau thì kệ hai bạn đi. Nha, mình ẩn hết rồi. Đây này. Mình ẩn hết. Ok. Rồi bên cái livestream cũng vậy, bên cái livestream mình chỉ có cái phần livestream. Mình sẽ ẩn hết cho tất cả các bạn biết là mình dám đây này. Phi đồng lật mặt đây mình ẩn rồi này. Cái này hồi sáng ẩn này, ẩn thôi nhá anh chị, gốc kêu phi đồng là gốc này mình ẩn luôn nè. Mình không có muốn dính dáng tới nên nhức đầu quá. Nhức đầu quá mình ẩn hết. Phi đồng lợi dụng chính trị này, ẩn luôn, không có muốn đả kích ai nữa cả. Ẩn hết. Ẩn chứ không phải là xóa nha mấy anh chị. Đây mấy bạn thấy ẩn không? Private là xóa, là ẩn nha. Đây. Để họ tự giải quyết đây này. Mình ẩn hết đi nha. Đó, cho các bạn biết nha. Mình ẩn trên livestream luôn. Để cho các bạn biết là mình không phải là mình sợ, không có gì đâu sợ. Chẳng có ai làm gì mình ấy, mình sợ gì. Rồi mình nhắc lại những ai mà thay mặt mình để gây hấn với những người khác á. Các bạn làm ơn các bạn đừng có mượn danh tiếng của mình ra để các bạn gây hấn với những người khác. Ok. Đó là cái gì mình muốn chia sẻ trong cái livestream của ngày hôm nay. Anh Phi Đồng mà fan của anh Phi Đồng á, có quyền chia sẻ clip này cho anh Phi Đồng anh coi nha. Rồi những ai là fan của Vương Phạm á, chia sẻ cái clip này cho Vương Phạm coi. Thằng Minh nó không có dính dáng tới vấn đề này nữa tại vì nó quá nhức đầu rồi. Cho nên là thắng hay thua thì trong vòng một vài ngày tới, vài tháng tới, thậm chí là vài năm tới cái vụ kiện nó mới kết thúc nha. Không có muốn đả kích ai nữa và quá nhức đầu. Minh làm vậy là đúng rồi, mất công tụi nó nói mình, nó mình này nọ đi phá chuyện làm ăn của Minh không đáng. Mà nói thiệt. Tự nhiên với lại á, cái lượng fan của bên anh Phiêu Động á, nói chung là một số thành phần thôi nha, chứ không phải tất cả đâu. Một số thành phần nhỏ của bên fan Phiêu Động rất là mất dạy. Vào hùa nhau report trang, rồi đi vào cho đánh giá một sao này nọ. Minh, ba cái chuyện đó dành cho con nít nó làm. Giống như Minh nè, dám nói dám làm, chứ không phải là cái kiểu mà Minh nói Minh ẩn là Minh ẩn, ai muốn chửi gì chửi nha. Các fan của Phi Đồng và Phương Phạm không nên kích động vì Minh cũng là nạn nhân. Mình không biết Minh có phải là nạn nhân không nữa nha. Tại vì Minh tự nhiên Minh qua đó, Minh qua bên Houston, Minh review cái tự nhiên Minh bị lôi vào là Minh Minh bị đả kích. Cho nên là Minh xin nha, Minh xin là mình rút ra khỏi cái drama này và Minh sẽ không nói tới nữa. Mặc dù mình nói được không? Được. Mà nhức đầu lắm anh chị. Vì đây mình đọc một vài comment trước khi cái này là cái livestream cuối cùng mà mình nói về vấn đề này, cho nên mình sẽ đọc hết tất cả những cái comment các bạn chia sẻ cho mình. Đúng sai mấy bạn cứ comment. Chửi hay khen mấy bạn cứ comment. Thoải mái đi nha. Xem drama thôi, ai rảnh cứ làm, chuyện của thiên hạ không dính đến mình. Vâng, mình sẽ làm theo phương hướng đó. Trung Dũng nói gì? Thôi về cạo neo tiếp đi. Cạo neo hợp với Minh hơn. Trung ơi Trung. Trung nên biết á rằng á, Minh đã từng là thợ neo, Minh không có chối bỏ. Minh từng là chủ tiệm neo, Minh không có chối bỏ. Minh từng cạo neo, Minh không có chối bỏ. Nhưng mà cái Minh Trung này, Trung nên tôn trọng cái nghề của người khác. Tại vì Trung với anh Phi Đồng mà tôn trọng cái nghề của người khác thì Trung với anh Phi Đồng sẽ không dùng cái từ cạo neo. Cái nghề người ta là nghề làm neo, nhưng mà cái từ cạo là giống như cái từ muốn sỉ nhục cái nghề á. Nhưng mà cái nghề của nghề neo á, ở trong nước Mỹ là kiếm biết bao nhiêu tiền cho người Việt Nam mình, cạo neo cũng được, chẳng sao cả. Nhưng mà ý nói là đừng có xem thường mà miệt thị cái nghề neo. Mình nói cho giữa Trung biết nha, Trung có thể là đang là fan cứng của Phiêu Đồng thì cái quyền của Trung, mình không có gọi là kêu là Trung ơi Trung đừng có là fan cứng của Phiêu Đồng, mình không nói. Nhưng mà mình nói cho Trung nghe nè, Minh học kỹ sư ra mà không xin được kỹ sư quay về làm này nè.
Những bạn bè nào của Minh thì các bạn biết Minh tốt nghiệp lúc nào, làm giờ nào gì nào các bạn biết, Minh đọc comment của người khác. Còn Trung, Trung cứ comment thoải mái nha. Sao chưa tìm ra sự thật mà bỏ cuộc rồi Minh? Sơn Cao, Minh tìm ra được sự thật rồi. Minh tìm ra được một cái sự thật nó còn kinh khủng hơn nữa. Các bạn có tin là cho dù Hằng Vương nó có thắng thắng kiện mà Phi Đồng có bị bỏ kênh, thì những cái vết nhơ hoặc là những cái tư tưởng của những người bên này vẫn không có thể rửa sạch được không? Minh fix cao được cái vấn đề đó, thế nên là Minh muốn rút lui là vậy. Thêm một cái này là cái lợi ích của Minh á, cho dù là Minh nói ra sự thật thêm đi chăng nữa mình cũng chẳng được lợi ích gì nha mấy bạn. Làm nghề gì không qua được Dr. Neil nha. Cho nên những bạn nào yêu thích Minh, các bạn cứ xem comment thoải mái với anh chị. Minh không phải là Minh bỏ cuộc mà Minh thấy cái này không có lợi ích gì cho mình cả. Thà như mình, nếu như mình có lợi ích là khi nào? Khi mình lên đây mình câu view, mình kiếm tiền, mình build kênh, thì mình sẽ bám cái lợi ích đó. Tất cả những YouTuber nào lên trên mạng đều có mục đích riêng của họ. Người ta đều đặt cái lợi ích của người ta lên trên hàng đầu, đúng không? Thì mình cũng vậy thôi. Mình thấy cái kênh, mình thấy những cái dính cái drama này mà kênh mình chẳng được lợi lộc gì, tại sao mình phải dính nha, đúng không? Mình biết là thằng Vương nó làm ăn đàng hoàng, nhưng mà đối với mấy bạn thì mấy bạn nghĩ thằng Vương làm ăn không đàng hoàng. Đó là suy nghĩ của mỗi người. Bây giờ mình lên đây mình nói tới năm này qua năm kia mà các bạn cứ chống lại mình thì mình cũng chẳng được cái gì. Mình nói này nha, mình cũng phải đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Người khôn là phải vậy, giống Minh nè. Bây giờ mình phải đặt lợi ích, bây giờ mình suy nghĩ lại mình được cái gì ta? Mình có chửi anh Phi Đồng rồi mình được cái gì ta? Rồi mình có bên thằng Vương thì mình cũng được cái gì ta? Mình chẳng được cái gì cả. Rồi Sơn Cao biết tại sao thằng Vương nó bị thất bại nhiều trong nhiều lĩnh vực không? Nhiều cái niềm tin của những người Việt bên này á, tại vì nó kết hợp với thằng Khoa Bất. Mà thằng Khoa Bất á, nó có những cái chủ đề nó nổ rất là nhiều nha. Như hiện tại bây giờ bà con đang đánh vào Vương Phạm là tại vì là Vương Phạm mua máy bay này nó không có thật. Rồi các dự án kêu lùa gà thì các bạn đang gán gắp cho những người đó lùa gà. Thì cái đó là cái quyền của mấy bạn luôn. Mấy bạn suy nghĩ sao cũng được nha. Còn những người nội bộ kiện tụng thì người ta biết. Người ta tự động người ta biết. Còn nói thiệt với mấy bạn là cái sự mà kết hợp giữa cái theo cái nhận định của Minh nha. Cái sự kết hợp giữa Vương Phạm và Khoa Bất là một cái sự kết hợp tai hại. Tai hại. Kể cả kết hợp với Johnny Đặng luôn nha. Kết hợp giữa này Vương Phạm, Khoa Bất với lại Johnny Đặng là sự kết hợp bộ ba tai hại nhất trong lịch sử những người làm YouTuber. Mình khẳng định luôn, các bạn sẽ không thấy cái một sự kết hợp nào có những drama mà lớn đến vậy nha. Lớn đến vậy không có. Lớn đến mức mà chỉ thua cái drama của Nguyễn Phương Hằng thôi. Đúng không? Cái drama này chỉ thua Nguyễn Phương Hằng. Nguyễn Phương Hằng mỗi lần livestream là cả nước biết, cả mấy trăm ngàn người coi. Drama này không có lớn được vậy nhưng mà cũng tầm cỡ nha. Cho nên là mình sẽ không có dính tới nữa nha. Thì mày kêu nó show income tax return ra đi. Mình không có làm ba cái chuyện đó. Bớt xàm lại đi Lâm chín ngón tê. Các bạn khiêu khích để làm gì vậy? Mình không hiểu luôn. Mấy bạn trong này bây giờ mình nói về rồi các bạn khiêu khích. nha, mình không có khiêu khích mấy bạn. Nha, mình chỉ có làm theo đúng theo cái lợi ích của mình nha. Red Row nó muốn còn một ngón. Mình không biết các bạn nào đi, các bạn comment cái hướng gì trên này hả? Mình không biết, mình nãy giờ mình không đọc nha. Lâm chín ngón chơi đẹp thôi là sao? Lâm chín ngón comment cái gì mà chơi đẹp thôi vậy? Để mình đọc comment coi. Lâm chín ngón, mọi người có biết đi địa chỉ của thằng này và gia đình nó ở đâu không? Lâm chín ngón, bạn biết gia đình tôi để làm gì? Lâm chín ngón, bạn biết địa chỉ của gia đình tôi để làm cái gì? Các bạn biết ở Mỹ mình... Các bạn muốn làm giang hồ ngay tại Mỹ hả? Các bạn muốn làm giang hồ, các bạn đi nước khác các bạn làm giang hồ. Các bạn đừng có làm giang hồ ngay tại Mỹ. Đừng có hâm dọa này nó, tôi đâu có đụng chạm gì đâu. Ê, Lâm chín ngón. Phải chăng là có ai đó lấy nick của tôi đi gây hấn với bạn? Bạn lên đây. Lâm chín ngón. Phải có thằng nào gây hấn với bạn đúng không? Sử dụng nick của tôi đi gây hấn với bạn, cho bạn lên đây bạn kêu mà bạn muốn biết địa chỉ tôi để làm gì hả? Để làm gì? Bạn lấy cái nick thật của bạn, bạn show cái địa chỉ của bạn, nhà của bạn đi, tôi tới cho bạn gặp nói chuyện hả? Tôi dễ lắm nha, tôi dễ lắm. Tôi đâu tự nhiên không biết địa chỉ của thằng này để làm gì hả? Nó không gặp Khoa Bất thì sao Vương Phạm được nhiều người biết tới?
nó không gặp qua bất, thì mình nói đó, sự kết hợp tai hại đó. Làm ăn á, thường thường bây giờ mình thấy á, nếu mà làm ăn á, thì mình phải lấy lòng lượng người theo dõi trang của mình, đúng không anh chị? Mình phải lấy lòng nha. Giang hồ ở Mỹ chưa thấy đâu, thấy cảnh sát tới nhà quản. Các bạn ở Việt Nam, các bạn có thể là có máu giang hồ, nhưng mà khi các bạn qua đây, các bạn sống ở một đất nước hiện đại á, các bạn bỏ cái thói giang hồ ra đi. Mình có thể nói chuyện với nhau bằng lời, chứ bên này á, giang hồ bên này, các bạn chưa thấy giang hồ bên này, người ta chẳng bao giờ người ta nói đâu. Đụng một phát nó hành động không à, chứ nó ít khi nó nói lắm nha. Tao chỉ kết thằng Minh thôi. Lâm chín ngón cho hỏi cái tại sao anh kết tôi. Anh kết tôi là tại vì tôi bên cho thằng Vương hay sao? Anh tại sao anh kết tôi nha? Anh ở đâu, anh ở đâu nha? Nói lại nha nha. Andy Trần, ở Mỹ có luật lệ đừng hâm dọa là tưởng mình được. Trời ơi, ở bên Mỹ á, các bạn ơi, các bạn hâm dọa các bạn cũng đi tù, các bạn biết không vậy? Mình nói thiệt, các bạn hâm dọa các bạn cũng đi tù đó, mình nói thiệt luôn á, chứ không phải mình nói chơi đâu nha. Ở Mỹ là mình qua Mỹ, là mình ở Việt Nam mình có máu giang hồ cỡ nào, mình qua đây mình cũng phải bỏ cái thói đó đi nha. Gì đây, các bạn chờ một chút xíu, mình ve ve chiếc xe mình chạy đi đổ xăng. Gì đây, để mình block cái bạn Lâm chín ngón này đi, tại vì bạn spam quá nha, mình ban bạn này ra. Sorry bạn nha, mình ban bạn này ra chút xíu nha, mình ban bạn này ra. Ủa, Minh rút khỏi Vương Phạm gốc, nhìn giới trẻ Minh không muốn dính tới drama nữa. Drama này không có mang gì đến lợi ích cho Minh, ngoài cái việc mà tốn hơi lên đây để mà phân trần, để mà giải thích cho những cái nội dung không liên quan đến kênh của mình. Cho nên là giống như tiểu đề, Minh sẽ rút ra khỏi cái drama này để Minh có một cái cuộc sống gọi là bình yên hơn nha. Tại vì Minh có nhiều cái drama nào đó nó nhẹ nhàng hơn. Tại cái drama này á, nó rất là nặng. Mà tại vì Minh càng đi sâu hơn á, là Minh trở thành một cái gì đó dính líu, giống như là mình một người thứ ba. Cho nên Minh sẽ không có nói nữa, Minh không có đụng đến chủ đề này nữa. Và đây là cái live stream cuối cùng của Minh nha. Minh sẽ dành, Minh sẽ để lại cái live stream này, live stream duy nhất mà Minh để trên cái trang của Minh nha. Những ai có câu hỏi nào cứ hỏi đi, mình sẽ trả lời nha. Tốn hơi còn bị ném đá, chính xác luôn nha. Cái gì đây, cái drum là gì vậy Minh, nó ngon lắm hả? Sao Phi Đồng nói VDT? Minh cũng nói thiệt với mấy bạn á, cái ý của anh Phi Đồng là anh nói cái L của phụ nữ, nhưng mà Minh chẳng hiểu tại sao mà anh sử dụng những cái từ cái drum. Minh cũng chẳng hiểu cái drum là gì. Mà cái trôn có ngon hay không á, là phải ăn mới biết, được không? Mới ăn mới biết. Những anh chị em nào, những cái thằng nào trong đây nè, cứ nó cái kiểu như tư tưởng mà đam mê về bên chơi này nọ, các bạn trôn ngon hay không các bạn tự biết đi. Mà cái đó nó dơ bẩn lắm. Anh Phi Đồng, anh bị Minh đã kích có mấy câu, và anh lên anh sử dụng những cái từ tục tiểu thì nhiều fan sẽ, Minh đảm bảo sẽ có rất nhiều fan quay lưng với anh. Có mới có đâu nha, có lắm, có nhưng mà em có đâu. Nhưng mà Minh nói nhắc lại nha, cái drama này Minh bữa giờ Minh live stream 4-5 ngày vừa rồi á, một tuần vừa rồi á, Minh nhận thấy là nó chẳng có mang lại lợi ích gì cho mình cả. Cho nên là mình xin rút nha. Chứ phải mình sợ, hồi nãy Minh cho tất cả các bạn coi cái clip mà Minh ẩn từng cái clip ở trên YouTube đó, Minh ẩn trực tiếp chứ không có gì đâu Minh ngại. À, cho nên là Minh xin rút, Minh chỉ để một cái live stream này là cái live stream duy nhất. Phi Đồng sẽ lên trên mạng kêu là mình sợ này kia, đó là cái quyền của anh. Cái công việc của mình phải quay trở lại cái công việc của mình. Mình đi bán cọ chân chính, mình làm ăn chân chính, chứ mình dính tới mấy cái này quá mệt mỏi mấy anh chị. À, quá mệt mỏi luôn, cho nên là cái lợi ích của mình đang bị nói chung là không có được như ý mình muốn nha. Làm gì làm, như làm YouTube làm sao mà có tiền nuôi gia đình, đúng không? Làm YouTube dính đi trên cái trăm mà mình cũng được lợi ích chứ, mình không được lợi ích mình dính chí. Đơn giản vậy thôi. Nhưng anh chị em nào kêu này kêu nọ tùy ý kiến của mấy anh chị. Còn riêng mình sẽ rút nha. Đúng là bên này hâm dọa cũng đi tù á nha. Andy Trần chắc biết học nhiều luật của Hoa Kỳ này. Đúng nha, kiếm tiền quan trọng hơn cãi lộn xem trăm mà thôi nha. Con rút ra là khôn ngoan. Không phải, đúng rồi, mình cũng thấy mình không dính giấy gì, mình dính vào chi. Cho nên hồi nãy mình đã gửi những lời chúc tới anh Phi Đồng, tới Vương Phạm, tới những người theo dõi trang của anh, mình gửi lời chúc hết rồi. Bây giờ mình còn ngồi ở đây là tại vì mình muốn đọc những cái comment
cuối cùng mà mấy bạn comment cho Minh. Tại vì Minh sẽ ít khi live stream trên YouTube lắm. Minh post những cái clip mà chia sẻ về đời sống Mỹ lên đây thôi. Chứ không phải là Minh live stream như các bạn thấy như Minh hằng ngày đâu. Minh chủ yếu là Minh sẽ post những cái clip về đời sống Mỹ, chia sẻ những cái câu chuyện Mỹ cho những anh chị em nào có rơi vào cái hoàn cảnh đó, người ta rút kinh nghiệm thôi nha. Phi Đồng nói cái troll của chị Minh ngon nên gia đình Minh sang Mỹ là sao? Bây giờ bạn hỏi Minh giải thích cho Linh nè. Phi Đồng khi mà thấy Minh mà lên trên mạng á, để Minh nói về, Minh nói một vài điều tốt cho Vương Phạm á, thì Phi Đồng bắt đầu moi móc ra những thông tin mà cái thông tin đó không phải là thông tin từ Phi Đồng tự nhiên mà có, mà những cái thông tin đó là những thông tin của những người ghét gia đình Minh á, gửi cho Phi Đồng. Những người hàng xóm của Minh gửi cho Phi Đồng. Những người bạn bè của ba Minh căm ghét gia đình Minh, mang tiếng là bạn bè thôi nhưng mà bằng mặt không bằng lòng, gửi cho Phi Đồng. Các bạn gửi cho Phi Đồng biết rồi, Phi Đồng lên rồi, Phi Đồng nói gia đình Minh không có cái phốt gì cả. Gia đình Minh hồi xưa giờ làm ăn rất là đàng hoàng, không có lừa đảo ai, không, chưa bao giờ lừa đảo ai một cách bạc nào mà đi làm từ thiện nhiều nữa. Cho nên là Phi Đồng hỏi là gia đình Minh có cái phốt nào không, thì chắc là không tìm ra được cái phốt nào cả. Thì đường cùng bí quá rồi, Phi Đồng bắt đầu mới thấy chị Minh, bắt đầu mới lôi cái ấy của chị Minh ra, kêu là cái ấy của chị Minh đẹp. Thì cái đó là một cái mà Phi Đồng đường cùng rồi, gọi là không có cái đường nào để mà nói xấu gia đình Minh. Cho nên là Phi Đồng lấy cái chủ đề đó ra, cái troll cái lờ của chị Minh ra để mà nói chuyện. Nhưng mà vô tình cái clip đó Phi Đồng cũng bị khá nhiều người ném đá, tại vì nói chuyện nhiều khi là dơ bẩn quá. Minh thấy ok, những cái đó người ta muốn soi mói mà soi mói không được. Các bạn hiểu cái vấn đề đó không? Minh giải thích luôn cho là tại vì Phi Đồng không có cái gì để moi móc gia đình Minh ra. Tiếp theo nè. Còn mấy bài trang cộng đồng chưa xóa nha Minh. Ồ, tí Minh xóa luôn. Tí Minh trên trang cộng đồng của Minh sẽ xóa luôn. Đây, Minh có một cái điện thoại thứ hai. Minh có một cái điện thoại thứ hai. Nha. Minh muốn bảo vệ cái sự bình yên của mình. Mình sẽ vào, bây giờ mình sẽ vào cái trang YouTube, trang cộng đồng. Có cái bạn nào nhắc nhở cho Minh vậy? Cảm ơn Tin and Family. Tin and Family nhắc Minh nha. Vào trang cộng đồng thì Minh sẽ vào đây, Minh xóa trực tiếp trên live stream luôn. Tại vì Minh không muốn nữa, drama nhức đầu lắm. Mình tự nhiên, mình đang yên, đang lành, tự nhiên dính vào mấy cái này cũng kỳ nha. Đây này, những cái drama này, những cái này thì Minh sẽ xóa nha. Minh bắt đầu Minh xóa những cái bài mà liên quan đến Phi Đồng này nọ, Minh bắt đầu Minh xóa này. Thứ nhất là bài của nói về lịch sử tiểu sử của anh Phi Đồng, Minh xóa luôn. Mình không muốn dính dáng tới nữa, Minh xóa này. Delete một bài. Bài thứ hai này, xóa này. Mình sẽ xóa hết, Minh không muốn dính dáng tới nữa. Phi Đồng nữa này, Minh xóa, Minh có mấy bài thôi, Minh sẽ xóa hết tất cả trong live stream. Ok. Về hình ảnh của gia đình của Phi Đồng rất là đẹp. Anh Phi Đồng nhớ chăm lo cho mấy con và mấy vợ tốt nha. Minh không có nói gì đến anh Phi Đồng nữa. Đây này. Có thể chị Đồng kêu Minh sợ, ok, nói gì muốn nói gì cũng được. Minh xóa này. Minh sẽ xóa hết toàn bộ luôn. Đây. Rồi đây nữa. Minh đã ẩn hết những cái clip mà Minh nói về anh Phi Đồng cũng như Vương Phạm, tại vì tự nhiên hai thằng này cãi lộn nhau mình. Vậy đây, ai sẽ bưng bô cho Vương Phạm nữa đây? Nha, no, Minh lo kiếm tiền thôi nè. Minh lo kiếm tiền thôi, còn cái chuyện của người ta này, Minh sẽ ẩn hết. Mình ẩn hết nha. Còn các bạn biết ai đây không? Ai? Đây là Việt Khang. Anh Việt Khang, một người anh Minh rất quý mến. Anh Việt Khang nha. Làm ca sĩ, nhạc sĩ Việt Khang đây nè. Minh chụp hình chung, Minh để lại nha đây. Minh để lại hình chụp chung với Việt Khang thôi. Mình thích anh Việt Khang nhưng mình để lại anh Việt Khang, đúng không? Mình để lại một cái hình Minh với anh Việt Khang thôi. Có nhiều người không nhận ra anh Việt Khang cho nên là vào chửi luôn. Vào chửi luôn. Đây này ha, Việt Khang. Đó, Minh để lại với ảnh giao lưu với nhau bên Đại hội Thánh Mẫu á, bên Missouri. Thì Minh với ảnh có những cái cuộc trò chuyện rất là thân mật, rất là vui, rất là, nói chung là rất là thoáng, cho nên là Minh để lại. Minh với anh Việt Khang để đây nha. Còn mấy cái kia là Minh ẩn đi hết. Mình không có dính líu tới nữa nha các bạn. Mình chấp nhận những cái gạch đá từ cộng đồng mạng nha, mình chấp nhận, tại vì mình đã nói mà, tại vì mình thấy cái gì mà lợi ích cho mình làm. Còn mà giữa kiện giữa những người nào mà đúng sai thì các bạn chờ thời gian trả lời, chờ thời gian trả lời. Hắn vu khống gì, hắn vu khống chửi tục tiểu Vương Phạm,
Trung gì tùm lum á nữa, để mình ẩn cái này đó. Cứ cứ mà spam, cứ mà một cái comment mà nhiều là mình sẽ ẩn hết nha. Ủa mình đi theo Mỹ Diện nữa, VTD giờ mình lịch sử chút được không? Mình VTD, mình hỏi bạn, hỏi bạn, hỏi mình trả lời luôn này. Mình bây giờ mình đang rất là lịch sự, ok. Bạn hỏi tại sao mình đi qua đây du đưa học bằng đường nào? Dạ mình không phải đi du học, mình không phải đi theo Diện mà nhờ chị mình luôn, do ba mẹ mình, ba mẹ mình bảo lãnh mình qua cái lúc mình còn dưới 21 tuổi, nói sơ như vậy thôi. That's it nha, các bạn đừng có xuyên tạc. Tôi cũng thấy tội cho Minh Ohio nữa, bị ném đá nhiều quá, ném đá, bị ném đá nhiều thiệt, tại vì fan của anh Phi Động đông quá, đông quá, một mình nói sao lại nha. Hiện tại bây giờ sẽ có nhiều cái kênh khác, nhiều khi người ta build kênh YouTube cho nên người ta vẫn tiếp tục những chủ đề liên quan đến Vương Phạm và liên quan đến Phiêu Đồng, nhưng mà riêng Minh thì không, Minh Ohio sẽ không dính dáng tới nữa nha. Nói thì đưa bằng chứng cụ thể hai bên để công chứng quyết định, đừng mù quáng binh vực binh thì không ai chửi. Team B ơi, Team B nên biết đó, khi mà Minh lên đây Minh livestream Minh nói về một ai thì Minh cũng phải verify nội dung, Minh cũng phải biết sự thật sao Minh mới dám nói. Nhưng mà bây giờ Minh nói nhiều quá cũng không lợi ích gì cho mình, cho nên là Minh mới xin rút thôi nha, chứ không phải là Minh sợ bất cứ cái gì cả. Đúng rồi, Minh qua Mỹ theo diện cha mẹ bảo lãnh, đúng rồi, chính xác. Phi Đồng mà người ta nói có sách mách có chứng thì fan đông phải rồi. Anh Phi Đồng anh có một cái khả năng rất là hay là ảnh đưa ra một số cái hình ảnh hoặc một số cái lời nói thôi là ảnh có thể phân tích ra được rất nhiều khía cạnh. Anh giỏi thu phục người nghe lắm. Anh Phi Đồng anh rất giỏi thu phục người nghe. Cho nên là nếu tại vì mình không có dành nhiều thời gian để mình làm như ổng, mình có thể đưa dẫn chứng này ra, hoặc là mình có thể và phản biện chê trách lại là cái cách ổng sử dụng ngôn từ trên mạng không có được hay, không có được văn hóa. Mình có thể làm được nhưng mà mình không có làm được nha. Có dịp coi cái troll của chị VD ơi, Minh Ohio đã nói lịch sự cỡ đó mà Du không biết là Du người lớn bao nhiêu tuổi mà Du vẫn còn khiêu khích người khác thì Du, tôi thấy thì thôi, tôi phải block bạn ra nha, tôi phải ẩn nha. Phi Đồng ngon là sao, hỏi những cái câu ngớ ngẩn quá, mình cho bạn time out nghe được rồi. Anh Phi Đồng có đưa ra một sự thật, đưa ra được một số sự thật bẻ theo hướng khác đúng nha. Phi Đồng cắt clip mà rất nhiều nha, hắn chuyên email cho YouTuber khác vu khống Vương Phạm. Những nội dung mà thật sự hay không thật sự, hay là đúng bên nào đúng bên nào sai á, thì mình đã nói nãy giờ rồi, mình sẽ chờ tới các tòa án quyết định nha. Tòa án quyết định Minh Ohio sẽ không dính dáng gì tới các vụ drama này nữa. Những ai có thể rằng ủng hộ Minh, có bao nhiêu người ủng hộ Minh rút khỏi cái drama này, kể cả anti fan của anh Phi Đồng luôn á. Bây giờ nè, mình lịch sự, mình nói chuyện với nhau, mình lịch sự. Những ai ủng hộ Minh rút khỏi cái drama này, các bạn cho mình một cái nút like đi. Các bạn đánh giá bữa vừa rồi các bạn, nếu những người nào mà kể cả những người anti fan luôn nha, một cái like đâu có cho Minh tiền đâu. Các bạn thử coi rằng là các bạn có nên ủng hộ Minh rút khỏi cái drama này không? Tại vì nói thiệt là Minh không có được tiền, không có được trả công gì mấy cái vụ này cả. Mình chờ một vài phản hồi chút xíu. Những ai mà ủng hộ á, ủng hộ mình, các bạn bấm nút like cho mình cái, tại vì mình quá mệt mỏi mấy chị. Mình thiệt. Rút rút là đúng rồi đi anh. Hại nhiều hơn lợi, đúng rồi. Ok. Gì đây? Bình Phạm, Chí Nguyễn ủng hộ mình, ok. Mình sẽ rút khỏi cái drama này. Lên án Phi Đồng nhưng không chửi. Mình lên án rồi nhá. Mình lên án lúc nào mình clip mình cũng lịch sự, mình lên án rồi, nhưng mà người ta quay lại người ta chửi mình nha. Đó lý do tại sao mình làm clip cái live stream này, cái live stream cuối cùng. Những bạn nào mà đang là anti fan của mình, mình không có muốn dính tới nữa, không dính tới nữa. Mình không có thể nào mà mình đấu khẩu cho tới 1.000 người, mấy ngàn người của anh Phi Đồng được. Thôi làm tiếp đi Minh, đừng rút. Em hay dạy đời nên không được lòng người nghe. Em nói khôn lên tí em. Em hay dạy đời nên không được lòng người nghe. Em nói Minh dạy đời bao giờ nha.
Hà New Jersey, thank you Minh, you are so right, focus on your job. Vâng, thank you Hà New Jersey nha. Việc xa xứ, vâng nha, mình sẽ rút khỏi. Cái này cái gì nữa? Ai đây? Vân Nguyễn. Vân Nguyễn chỉ cho Minh một cái clip nào mà Minh nói là Minh lên đây Minh dạy đời không? Minh còn trẻ lắm, Minh chưa bao giờ Minh dám lên mạng, Minh dám vỗ ngực xưng tên bởi mình dạy đời mấy anh chị cả. Những cái chủ đề Minh đưa ra trên mạng xã hội là đều là gì? Đều là cái kinh nghiệm sống đến tại Hoa Kỳ thôi nha. Đang hay tự nhiên rút hay, nhưng mà mình không có lợi ích gì, mình hay làm gì? Giờ các bạn nào muốn Minh tiếp tục không? Ném cho Minh $100,000. $100,000. Nó $100,000 đi Minh làm cho tự nhiên. Bây giờ lên đây nói mà không được cái gì nói làm gì nha. Tiếp theo nè, Minh nói như vậy là Minh rất quân tử và văn minh. Cảm ơn team B nha. Team B, team B, team B hồi nãy cũng hay đã kích Minh lắm đó. Nhưng mà Minh nói hôm nay Minh nói trong cái video này rất là lịch sự, cho nên là team B cũng cảm ơn team B rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm và theo dõi cái trang của Minh. Tiếp tới thì mấy bạn sẽ thấy là Minh sẽ chia sẻ những cái gì mà hữu ích cho cộng đồng. Còn drama của người ai thì người đó xử. Rồi những cái vụ kiện như thế nào thì cũng người ai người đấy xử. Nha, mình không có dính dáng tới nữa, không có lợi ích gì mình. $100,000 Việt Nam được không? Không. Nha, $100,000 Việt Nam thì làm gì? Nha, mình nói thiệt, mình nói chơi thôi chứ tiền không có mua được Minh đâu. Mình nói thiệt luôn. Tiền tiền ít thì không mua được đâu, tiền nhiều thì mua được, tiền ít thì mua làm gì? Thấy Minh làm clip nhảy rất hay và rất đẹp, Vân Tuấn Phan. Cái đó là mục đích của Minh livestream trên Facebook á, là tạo một cái sân, một cái chỗ giải trí cho những anh chị em làm việc vui vẻ. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mình lên đó mình nghe những cái bài, mình rút kinh nghiệm, rồi mình cũng hóng những cái chuyện xung quanh ở đời sống Mỹ này nè. Trang của Minh hồi xưa giờ chia sẻ rất là thật, những cái câu chuyện có thật không mà, chứ Minh không có bịa ra được nha. Thì những cái clip nhảy cùng với em của Minh á, thì clip đó là để giải trí thôi nha, để mình cố gắng mình đọc hết tất cả cái comment của mấy anh chị. Không muốn Minh rút lui mà phải chiến đấu chống Minh chống một Hà. Mấy bạn nào mà muốn chống cùng với Minh chống, hoặc là các bạn ủng hộ, các bạn lập kênh YouTube đi. Cái đây là cái thời điểm thuận lợi cho mấy bạn câu view ở trên lập kênh hoặc nuôi kênh, tạo dựng kênh ở trên YouTube, nhiều người sẽ biết tới. Nhưng mà Minh nói nhắc lại là Minh đã có một cái lượng fan cố định nhất định và lớn ở trên cái nền tảng khác, đặc chủ yếu là trên Facebook. Minh có được lượng người theo dõi trên đó lớn rồi. Còn mà Minh làm trên đó không phải là vì tiền, mà Minh giờ Minh tự nhiên một ngày đó, hồi xưa Minh cũng livestream đâu nghĩ là mình nổi tiếng đâu mấy anh chị. Mình livestream cho vui thôi. Cái tự dưng cái mình có một phát hiện nào, mình có một cái khả năng, có là mình nói liên tục. Các bạn thấy để ý nãy giờ gần tiếng đồng hồ Minh chia sẻ liên tục mà Minh không có bị vấp. Cái là nhiều người anh chị thích cái cách chia sẻ của Minh, và Minh nói rất là thẳng. Minh không có nể nang nào, Minh nói thẳng. Thằng nào sai nói sai, thằng nào đúng nói đúng. Cho nên là với lại ở Mỹ sống sao mình chia sẻ vậy. Cho nên là rất nhiều anh chị em thích cái cách chia sẻ của Minh, cho nên người ta ủng hộ trang của Minh. Đó là như vậy. Rồi khi mà mình được nhiều người biết tới rồi, cái đến lúc cái mỗi ngày là người ta cứ chờ đợi mình để lên livestream á. Riết rồi mình trở thành một cái thói quen, là có nghĩa là hàng ngày mình phải tự tìm tòi những chủ đề mới để mình chia sẻ cho những anh chị em nào người ta theo dõi trang của Minh. Cực lắm, không phải vì tiền. Nếu như vì tiền á, mình sẽ bám tiếp theo cái chủ đề giữa Vương Phạm và Phi Đồng để mình build kênh của Minh. Nhưng mà Minh nói thiệt là Minh sẽ không có đụng lại nữa. Mình sẽ không đụng cái chủ đề này nữa. Mình làm tới đó thôi. Nha, mình làm tới đó thôi, tới đây thôi, là mình không có nhắc tới cái chuyện này nữa. Không có lợi lộc gì cho mình sẽ không có làm. Lợi ích của mỗi người lúc nào cũng được đặt lên trên hàng đầu. Đúng không? Mấy bạn đi làm ăn cũng vậy thôi, mấy bạn đi có hợp tác với một người làm ăn mà mấy bạn đi bỏ công ra, bỏ sức làm cho người ta mà các bạn không nhận lại được cái gì thì các bạn làm cái gì? Ha? À, phía Phi Đồng mang đồ chơi sang ép Minh dừng lại, không có. nào mà ép Minh dừng lại. À, nha. À, Tuấn Phan, Minh đang làm nha. Người bí ẩn vẫn đang làm hả? Ô, người bí ẩn là cái chủ kênh clip người bí ẩn phải không? Đúng không? Người bí ẩn nhắc để làm câu view à. Người bí ẩn nếu mà tiếp tục làm cứ làm đi. Đây là cái thời gian cơ hội để người bí ẩn build cái kênh cho nhiều người biết. Minh thì Minh không có cần farm ở trên này. Minh không có cần, Minh có cái lượng người giống như Minh đã nói rồi. Minh không có cần nữa. Minh chỉ bây giờ Minh chủ yếu là Minh focus vào những cái nội dung mà có ích cho cộng đồng thôi. Còn mà lên đây chửi qua chửi lại riết rồi á, cái gọi là cái gì YouTuber Việt ở hải ngoại giống như là cái nồi cháo heo.
mình là dân showbiz thì mình phải nói là showbiz Việt, mà mình là bên YouTube mình phải nói là gì, YouTuber Việt bên Mỹ trạng trở thành một cái nồi cháo heo, mình không có làm được. Người bí ẩn nha, cố gắng tạo cái cơ hội này, tận dụng cái cơ hội này để build kênh, và chúc cái kênh Người Bí Ẩn ngày càng phát triển. Cái kênh bí ẩn nhỏ lắm, kênh bí ẩn nhỏ lắm. Thằng Vương không chịu trả tiền nữa. Dạ Vương nó có trả minh các bạn nào đâu mấy bạn.